nước ion kiềm hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh viêm đại tràng. Hiện nay, nước điện giải Kangen là loại nước được biết đến với những công dụng tuyệt vời, hỗ trợ điều trị rất nhiều căn bệnh và tốt cho sức khỏe. Đối với bệnh nhân mắc bệnh viêm đại tràng khi sử dụng nước điện giải Kangen, đã có những sự chuyển biến tích cực trong quá trình hỗ trợ điều trị bệnh. HP Cosmetic Skin được giới thiệu đến quý khách hàng công dụng của nước Kangen trong việc hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng. Viêm đại tràng là gì? Viêm đại tràng là tình trạng tổn thương thường kéo dài ở niêm mạc đại tràng, gây tổn thương khu trú hoặc lan tỏa ở niêm mạc đại tràng với các mức độ khác nhau. Nhẹ thì niêm mạc kém bền vững và dễ chảy máu, nặng thì xuất hiện các vết loét, xung huyết và xuất huyết. Bệnh còn kèm theo tình trạng suy giảm miễn dịch đường ruột với các biểu hiện đau bụng dọc theo khung đại tràng, đau từng cơn hay đau âm ỉ. Bệnh thường hay tái phát, có thể gây rối loạn đại tiện như đi lỏng nhiều lần trong ngày, đi ngoài phân sống, phân máu và hay có cảm giác mót dặn rất khó chịu. Nếu người bệnh không điều trị sớm sẽ làm lớp niêm mạc đại tràng ngày càng tổn thương, lâu dần biến chứng thành viêm đại tràng mãn tính, thủng đại tràng, ung thư đại tràng ác tính và nhiều căn bệnh khác nguy hiểm, khó điều trị. Nguyên nhân của bệnh viêm đại tràng. Nguyên nhân gây viêm đại tràng cấp tính. Do dị ứng, ngộ độc thức ăn. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng các loại thực phẩm quá hạn sử dụng hoặc bị chua, mốc. Tất cả những thói quen ăn uống này sẽ tạo điều kiện để các loại ký sinh trùng như giun tóc, giun đũa, giun kim phát triển. Bên cạnh đó còn có các loại vi khuẩn khác như vi khuẩn thương hàn, vi khuẩn E. coli, vi khuẩn tả, nấm candida. Viêm đại tràng do các bệnh tự miễn gây ra. Những thói quen hàng ngày tạo điều kiện để căn bệnh phát triển, khó tiêu, táo bón kéo dài, sử dụng thuốc kháng sinh nhiều. Nguyên nhân dẫn đến viêm đại tràng mãn tính. Viêm đại tràng mãn tính không rõ nguyên nhân, do viêm đại tràng mãn tính không đặc hiệu. Viêm đại tràng mãn tính có nguyên nhân, thường xuất hiện sau căn bệnh viêm đại tràng mãn tính. Tình trạng này xảy ra do đại tràng bị nhiễm nấm, nhiễm ký sinh trùng và bị nhiễm độc mà không được điều trị một cách dứt điểm. Tác dụng của nước ion kiềm đối với bệnh đại tràng. Sử dụng máy lọc nước điện giải Kangen với loại nước ion kiềm có độ pH 9.5 để uống hàng ngày và nước có độ pH 9.0 nấu ăn. Điều này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa và đường ruột trung hòa được lượng axit dư thừa, thanh lọc độc tố trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nước điện giải ion kiềm này mang tính tự nhiên như rau xanh, giàu các vi khoáng tự nhiên như kali, magie và phân tử nước siêu nhỏ, giúp hỗ trợ tốt để điều trị chứng táo bón của người bị viêm đại tràng. Việc sử dụng nước ion kiềm sẽ giúp cơ thể về trạng thái cân bằng, giảm thiểu tình trạng đau dạ dày và trào ngược dạ dày. Nước điện giải ion kiềm pH 8.5 đến 9.5 có chứa các ion âm, khi vào đường ruột sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các lợi khuẩn gam âm phát triển, lấn át các hại khuẩn gram dương. Có thể ví các ion âm này như sữa chua hoặc một loại men sinh học, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tiêu chảy. Lợi khuẩn phát triển tốt sẽ tạo giúp niêm mạc đại tràng nhanh hồi phục, tạo thành lá chắn bảo vệ đại tràng. Đặc biệt, với khả năng chống oxy hóa cao, nhất là dầu phân tử hydro, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, nước ion kiềm loại bỏ các gốc tự do bao quanh màng tế bào, giúp tăng cường oxy và chất dinh dưỡng, không chỉ hạn chế các biến chứng nguy hiểm mà còn nâng cao hệ miễn dịch cơ thể, giúp bạn ngăn ngừa ung thư hóa do viêm đại tràng mãn tính một cách hiệu quả. Việc sử dụng loại nước uống với độ kiềm này còn giúp ruột trở nên khỏe mạnh và bài tiết dễ dàng, cũng như nâng cao hệ miễn dịch để đẩy lùi bệnh viêm đại tràng. Với cấu trúc phân tử trong nước siêu nhỏ nên giúp thực phẩm mềm hơn, nhiều hương vị hơn, dễ tiêu hóa hơn, nên thích hợp cho những người đang điều trị bệnh viêm đại tràng. Ngoài ra, nhờ phân tử nước siêu nhỏ giúp dễ dàng thải các chất độc trong tế bào niêm mạc của đại tràng. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetic để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetic nhé!